Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong buổi ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hành cái bài tập bảng doanh số bán hàng thuốc. Như yêu cầu mà các anh chị thấy ở đây thì chúng ta có 9 cái yêu cầu. Thì đối với cái đề yêu cầu này, mình sẽ để cái liên kết tải về ở dưới phần mô tả để các anh chị tải về chúng ta thực hành. Yêu cầu đầu tiên, yêu cầu chúng ta nhập và định dạng bảng tính, thì cái này anh chị chúng ta nhập cái nội dung này chúng ta được 0,5 điểm. Cái nội dung thứ hai, yêu cầu thứ hai là tên hàng, thì dựa vào hai ký tự đầu của mã hàng và bảng phụ, thì các anh chị thấy được cái bảng phụ chúng ta ở đây nó có hai cái ký tự này, nó giống với hai ký tự đầu của mã hàng. Chính vì vậy chúng ta sẽ lấy hai cái ký tự đầu của mã hàng để chúng ta đi dò ở dưới này, ở dưới cái bảng phụ để chúng ta lấy cái tên hàng lên. Thì dò tìm ở đây mình sẽ dùng hàm VLOOKUP để mình dò tìm nha các anh chị ha. Để lấy hai ký tự đầu để mình đi dò ở đây thì mình sẽ dùng hàm LEFT để mình lấy ra hai ký tự đầu anh chị ha. Chúng ta bấm vào mã hàng (2) làm ta lấy ra hai ký tự đầu. Rồi tiếp theo các anh chị chúng ta sẽ đi kéo cái bảng phụ ở dưới này, và các anh chị nhớ chúng ta bấm cái phím F4 ở trên bàn phím để chúng ta cố định cái địa chỉ của cái bảng lại. Tiếp theo chúng ta dò tìm, chúng ta lấy cái tên hàng lên. Cái tên hàng ở trong cái bảng này nó nằm ở cột thứ hai, các anh chị sẽ (2), còn lại các anh chị sẽ (0). Các anh chị đóng hoặc lại Enter. Như vậy là chúng ta đã dò tìm, chúng ta lấy được cái tên hàng lên. Các anh chị sao chép công thức xuống dưới, chúng ta có được cái kết quả cho hết cái cột tên hàng. Về cái yêu cầu thứ ba, đơn giá, đề yêu cầu chúng ta là dựa vào mã hàng và bảng phụ. Ở đây thì các chị cũng thấy chúng ta có ở dưới cái bảng phụ chúng ta có cái đơn giá như vậy. Việc của chúng ta cũng sẽ đi dò tìm, chúng ta lấy cái đơn giá chúng ta đưa lên thôi các anh chị. Bằng VLOOKUP. Ở đây chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng lấy hai cái từ đầu của mã hàng chúng ta đi dò, chúng ta dùng hàm LEFT các anh chị ha. Bấm vô mã hàng (2). Tiếp theo các anh chị kéo bảng dò ở đây, và các anh chị bấm F4 để chúng ta cố định địa chỉ của bảng dò. Tiếp theo, ở cái cột đơn giá nó nằm ở cột thứ ba của bảng phụ, vậy các anh chị sẽ (3), còn lại các anh chị sẽ (0). Như vậy là chúng ta đã dò tìm được cái đơn giá chúng ta đưa lên trên rồi các anh chị ha. Ở nội dung thành tiền, để yêu cầu chúng ta thành tiền sẽ bằng số lượng nhân với đơn giá. Cái này thì nó đơn giản rồi, các anh chị bằng. Ở đây chúng ta có số lượng, đây chúng ta đem nhân với đơn giá. Như vậy là chúng ta được thành tiền các anh chị ha. Cái cột này cái số tiền nó hơi nhiều nên là nó cái chiều rộng của cột không đủ, các chị kéo ra. Các anh chị kéo cái cột ra cho nó đủ hiển thị cái số tiền các anh chị ha. Ở nội dung thứ năm là nội dung giảm giá. Nội dung giảm giá đề nói với chúng ta là nếu như mà số lượng lớn hơn hoặc bằng 150 và mặt hàng bán là Amoxicillin thì tiền giảm giá sẽ là 20% của thành tiền, còn lại là không được giảm giá. Vậy thì ở đây các anh chị thấy là chúng ta sẽ có cái điều kiện thứ nhất là số lượng lớn hơn bằng 150, mà cái điều kiện thứ hai là cái tên hàng bán phải là Amoxicillin. Thì nếu như mà số lượng lớn hơn bằng 150 và cái tên hàng bán như vậy thì sẽ được giảm 20% của thành tiền. Vậy thì ở đây mình sẽ dùng hàm IF các anh chị. Ở đây chúng ta có hai điều kiện và hai điều kiện này buộc phải xảy ra, chính vì vậy mà mình dùng cái hàm AND. Dùng cái hàm AND ở đây các anh chị. Cái AND thứ nhất tức là cái số lượng này là các anh chị nè, nó phải lớn hơn hoặc bằng 150. Cái điều kiện thứ hai, là cái tên hàng này là các anh chị nè, nó phải bằng bằng Amoxicillin nha các anh chị nha. Các anh chị để cái tên của cái thuốc này nè nó trong cái dấu ngoặc kép. Tên thuốc ở đây là kiểu ký tự nên các anh chị sẽ để trong ngoặc kép nha. Như vậy thì chúng ta đã có được hai cái điều kiện, các anh chị đóng ngoặc hàm AND lại. Thì nếu như mà cái điều kiện này xảy ra thì sẽ được giảm 20% của thành tiền. Vậy thì các anh chị sẽ phải, các anh chị sẽ ghi là 20% nhân với thành tiền bên này các anh chị. Đó, còn lại là không được giảm, nghĩa là sẽ phải không các anh chị ha. Anh chị đóng ngoặc lại Enter. Rồi các anh chị sao chép công thức xuống dưới để chúng ta xem kết quả. Ở đây các anh chị thấy được là có một trường hợp là được giảm giá, số lượng là 320 và tên thuốc thỏa yêu cầu. Trường hợp thứ hai 570 và tên thuốc cũng là Amoxicillin là đúng rồi các anh chị ha. Chúng ta đến với lại cái yêu cầu thứ sáu, thực thu là sẽ bằng thành tiền trừ do giảm giá. Cái này cũng đơn giản, các anh chị bằng thành tiền ở đây các anh chị và chúng ta trừ do giảm giá bên này. Rồi các anh chị sao chép công thức xuống dưới là chúng ta có được kết quả các anh chị ha. Ở nội dung thứ bảy, điều của chúng ta là sắp xếp bảng doanh số theo tên hàng. Ở đây thì nó cũng đơn giản thôi các anh chị. Các anh chị sẽ bôi đen hết cái bảng dữ liệu của chúng ta như vậy. Và các anh chị vào cái mục sort and filter ở trên này, các anh chị sẽ chọn cái mục là custom sort ở đây.
Đối với cái nội dung sắp xếp ở đây, để yêu cầu chúng ta sắp xếp cho tên hàng thì các chị sẽ chọn tên hàng đây và chúng ta bấm OK. Như vậy là tên hàng chúng ta đã được sắp xếp theo thứ tự alphabet rồi các chị ha. Nội dung thứ 8, lập bảng thống kê và tính tổng thực thu của từng mặt hàng. Ở đây các chị bảng thống kê ở đây và việc chúng ta là sẽ tính tổng thực thu của từng mặt hàng như vậy. Thì để tính tổng thực thu ở đây các chị chúng ta sẽ dùng cái hàm sum if chúng ta tính. Mình sẽ bằng sum if như vậy các chị. Đó. Và chúng ta sẽ kéo từ cái tên hàng này các chị tới cái thực thu, tới hết cái cột thực thu này các chị ha. Và các chị bấm phím F4 trên bàn phím để chúng ta cố định địa chỉ của cái bảng dữ liệu lại. Tiếp theo là các chị sẽ chọn vào cái tên hàng ở trên này mà chúng ta cần để chúng ta tính tổng. Và cái nội dung tiếp theo là các chị sẽ kéo hết cái cột thực thu này để chúng ta tính tổng của cái thực thu. Mà các chị nhớ là bấm F4 để chúng ta cố định địa chỉ lại. Sau đó các chị đóng ngoặc, chúng ta Enter. Và như vậy là chúng ta đã tính được tổng thực thu của Amoxicillin. Tương tự như vậy các chị chỉ cần sao chép công thức qua là chúng ta sẽ tính được hết tất cả các tên thuốc còn lại các chị ha. Và cái yêu cầu thứ 9 ở đây đều yêu cầu chúng ta là dựa vào bảng thống kê tạo biểu đồ dạng column. Thì cái này cũng đơn giản thôi các chị, chúng ta bôi đen hết cái bảng thống kê của chúng ta vừa mới làm như vậy. Đó, và các anh chị sẽ vào cái insert ở đây các anh chị. Để yêu cầu chúng ta chọn biểu đồ dạng column thì các anh chị chọn biểu đồ dạng column ở đây. Đó các anh chị, và chúng ta chọn cái kiểu nào cũng được các anh chị ha. Ở đây nó có rất là nhiều kiểu. Các anh chị muốn chọn kiểu nào cũng được, đề không có yêu cầu. Các anh chị muốn chọn kiểu nào anh chị chọn. Rồi, như vậy thì mình đã có được cái biểu đồ đáp ứng với yêu cầu của cái đề. Như vậy là mình cùng với các anh chị chúng ta vừa mới thực hiện xong cái bài tập bảng doanh số bán hàng thuốc. Thì nếu như mà các anh chị khó khăn ở cái chỗ nào thì các anh chị có thể liên hệ mình, sẽ hỗ trợ riêng cho các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái bài ôn tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.